Dạ báo cáo anh, Tay Khải vốn là người Đông Bình, còn Tay Tuấn về đây như về nhà ấy ạ. Dạ. Vâng. Mối quan hệ rất rộng anh ạ. Từ một số quan chức trong tỉnh đến sở y tế, lãnh đạo các bệnh viện. Dạ, đùng một phát làm cả tỉnh trao đảo ạ. Dạ. Dạ vâng ạ. À, anh ở trên Trung ương có thông tin gì mới không ạ? Thế ạ? Sắp có báo ạ? Báo to hay báo nhỏ hả anh? À, vâng. Em hiểu ạ. Dạ. Dạ vâng. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ, em chào anh ạ. Em xin phép ạ. Cảm ơn cô. Anh ngồi đi ạ. Cảm ơn. Khi nghe tin, tôi cũng rất ngỡ ngàng. Vì bản chất, bộ sinh phẩm KT của công ty Khải Tuấn khá là chính thống. Vì yêu cầu chống dịch khẩn trương, một mặt nhờ các nước bạn cung cấp về trang thiết bị y tế. Mặt khác, chúng tôi phải liên kết với các bộ liên ngành để lập nên đề án nghiên cứu. Các cán bộ nghiên cứu đã phải ăn ngủ ngay tại phòng thí nghiệm để mong ra đời bộ sinh phẩm xét nghiệm Made in Việt Nam. Cậu Tuấn cũng chính là một trong những cán bộ chủ chốt của nhóm nghiên cứu đó. Thế cho nên sau này mới chủ trương giao cho bên công ty Khải Tuấn sản xuất hàng loạt. Âu cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng ở đây chúng ta cần bàn đến cái giá cho một bộ sinh phẩm KT. Cái đó thì lại phụ thuộc vào báo giá của bên công ty Khải Tuấn với bên thẩm định giá mà cơ quan chủ quản mời chứ ạ. Cơ bản là dịch bệnh lúc đó khá căng thẳng, vật giá leo theo, sản xuất rất khó khăn, lại không có nhân lực. Mà bên Khải Tuấn thì lại phải ký cam kết về sản lượng. Mà cũng không phải là đưa lên giá nào bộ đã quyết định giá đấy. Mới đầu thì họ đưa giá là 520.000. Chúng tôi đã phải hiệp thương 3 lần và thương thảo để ép giá xuống. Tôi chính là người phụ trách lần thương thảo cuối cùng. Tôi nói thẳng với họ, các anh tính toán thế nào thì tính. Nếu không sau này chính người dân phải chịu thiệt thòi và khổ. Tôi chỉ trả 430.000. Nếu như đồng ý thì ký cam kết mua bán. Cuối cùng thì họ cũng chấp nhận, ký hợp đồng mua bán với thỏa thuận lãi 5% lợi nhuận để cho hợp đồng đầu tiên được suôn sẻ. Có hồ sơ thương thảo không chị Bằng? Anh hỏi thế tức là động đến lòng tự ái của chúng tôi rồi đấy ạ. Đương nhiên một hợp đồng quan trọng như thế thì phải đầy đủ tài liệu chứ. Phiền chị chuyển luôn cho tôi nhé. Vâng. Khi các anh đặt lịch sang làm việc với chúng tôi đã nói với trợ lý chuẩn bị sẵn đầy đủ mọi tài liệu rồi ạ. Anh đợi một lát. Dạ, em chào anh ạ. Mình đi luôn được chưa ạ? Tình hình thế nào rồi? Dạ, ổn lắm anh ạ. Từ hôm qua anh Phát nhắc nhở, dưới địa phương nhiệt tình lắm. Hỗ trợ ban quản lý đâu ra đấy ạ. Với tình hình này, sẽ sớm hoàn tất công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đảm bảo thời gian khởi công như dự kiến ạ. Biết điều như thế là tốt. Có vấn đề gì, cậu cứ thẳng tay cho tôi. Dạ, em hiểu ạ. Bây giờ, qua chỗ giải phóng mặt bằng trước. Để em báo ban quản lý chuẩn bị đón tiếp anh ạ. Báo làm gì? Bất ngờ nó mới hay. Trong quá trình lấy cung, cậu Khải có nhắc đến chị. Chắc lại nói tôi là một người khó tính. Thương thảo thì rắn như đinh chứ gì. Nội dung tôi không thể tiết lộ được. Có điều cậu ấy rất nể và quý chị. Một người rất giỏi về chuyên môn và cũng rất giỏi về công tác quản lý. Một nhân tài. Anh lại khen quá lời rồi ạ. Ai đánh giá về tôi thế nào cũng được, không quan trọng. Tôi vẫn là tôi thôi. Và tôi luôn cố gắng làm tròn bổn phận của mình. Nhưng thú thật với anh,
sau khi Khải Tuấn bị bắt. Chúng tôi đang rất là áp lực. Mọi dư luận đều chĩa về phía chúng tôi. Tôi hiểu được áp lực mà chị đang phải chịu. Thế còn anh ạ? Nếu như anh bị người khác đánh giá sai về mình, anh thấy thế nào? Tôi sẽ phản biện nếu như người ta nói thẳng với tôi. Còn nếu không thì mặc kệ họ thôi. Anh uống nước đi ạ. Vâng, cảm ơn chị. Em gửi chị. Tôi gửi anh toàn bộ hồ sơ giấy tờ. Anh về đến nhà rồi. Chỉ thế thôi à? Tình hình trong đó có căng lắm không em? Giữ gìn sức khỏe nhé. Em ra ngoài này rồi. Em về bao giờ? Tại sao không nói với anh? Em ra mà không phải vào khu cách ly thì em đã bắt người yêu em phải đi đón rồi. Chỉ thiếu có mỗi người yêu thôi mà từ sáng đến giờ không thấy có cuộc gọi nhỡ nào cả. Tại anh cũng vừa mới xong việc. Em toàn làm anh bất ngờ thôi. Phải thế chứ. Nhưng mà em phải ở trong này những 2 tuần cơ. Anh vẫn có đủ thời gian để sắp xếp công việc. Nhớ là khi nào em về phải đưa em đi du lịch đấy. Anh hứa, bao giờ phá xong án sẽ đưa em đi du lịch. Hết án này rồi đến án khác. Chờ anh có khi là em trở thành hòn vọng phu mất. Anh hứa. Em cũng nhớ anh. Anh nhớ em. Giữ sức khỏe nhá. Lôi có những giao dịch ở tiệm vàng bị giấu thông tin. Từ nguồn tiền cho đến mục đích giao dịch. Coi tiệm vàng như một điểm trung chuyển đơn thuần. Đơn cử trong trường hợp này, rất có thể Tuấn sẽ trao đổi với bên nhận tiền, rồi bảo kế toán thỏa thuận với tiệm vàng. Tiền sẽ được chuyển tới tài khoản của tiệm vàng. Rồi sau đó, người nhận sẽ liên hệ trực tiếp với chủ tiệm để tới nhận tiền. Tuy nhiên, với một số tiền lớn như vậy, chắc chắn giữa chủ tiệm và người nhận phải có một giao kèo nào đó, thì chủ tiệm mới có thể xuất tiền. Theo như tra soát, bên phía CDC không có bất kỳ ai liên hệ hay qua lại với tiệm vàng trong khoảng thời gian mà chúng ta đã quy định. Tuy nhiên, vẫn xác định được một số điện thoại có liên hệ với số máy của chủ tiệm 2 lần. Thời điểm là ngay sau khi tiền được chuyển vào tài khoản của chủ tiệm. Có trùng với số điện thoại nào trong diện tình nghi không? Dạ không ạ. Theo điều tra, số SIM được giao bán trên mạng và được mua vào thời điểm trước khi gọi vào máy của bà Nguyệt, chủ tiệm vàng. Điều tra dòng tiền thì sao? Đáng nghi nhất vẫn là bà Loan, vợ của ông Túng, liên quan đến việc mua bán bất động sản. Bà này không phải là tay buôn nhưng rất máu me, cho nên thường xuyên thua lỗ. Điển hình là cuối năm ngoái, có đầu tư mạnh tay vào những mảnh đất lên đến 10 mấy tỷ, vượt quá khả năng tài chính của gia đình. Dạ vâng, cháu nghe ạ. Chú đã thu xếp được lịch lấy cung cho cháu rồi đấy. Đối tượng Tuấn, đối tượng Thảo,
9 giờ sáng mai thu xếp nhé. Dạ vâng, cảm ơn chú ạ. Này, lúc nào xong thì qua cục gặp chú. Chú muốn bàn kỹ với cháu một số vấn đề nữa. Dạ vâng. Tôi nhắc lại, bên cơ quan chủ quản không mua của Khải Tuấn 5.000 hay 500.000 bộ sinh phẩm KT, mà lại chọn con số 100.000. Theo tôi, đây là một con số vừa đủ. Trong trường hợp này, số lượng không quan trọng bằng giá tiền. Bởi hợp đồng này gián tiếp hợp thức hóa đơn giá mà Khải Tuấn đưa ra chào mời CDC các tỉnh. Cho nên điểm mấu chốt vẫn nằm trong bản thương thảo hợp đồng này. Em thấy cái này gọi là ra đồng tìm châu sếp ạ. À, câu mới à? Ý anh là ngoài đồng nhiều châu quá, nên không biết con nào là con cần tìm, có đúng không? Cậu cũng thấy thế à? Dạ. Nếu nói theo cách của các cậu thì tôi lại nghĩ là chúng ta phải tìm hiểu xem ai là chủ châu, một chủ hay là nhiều chủ, và chăn thả trên đất của ai, chủ châu có lợi hay là chủ đất có lợi trong trường hợp này. Cho nên chúng ta vẫn phải căn cứ vào các hồ sơ. Tôi vẫn bảo lưu ý kiến như lúc trước. Trong một số tài liệu vẫn phải có chữ ký trực tiếp của ba bên, như là Khải Tuấn hoặc là bên cơ quan chủ quản. Nhưng do dịch bệnh, hoặc có thể cộng thêm việc là đối tượng chủ quan, cho nên việc đó chưa thực hiện được thì Khải đã bị bắt. Nên chúng ta phải nghiên cứu kỹ hồ sơ. Nếu thấy có dấu hiệu nghi ngờ, phải lập tức cho tiến hành trưng cầu giám định tất cả các tài liệu có liên quan.